Xin chào quý vị, chào tác giả Nguyễn Sĩ Sang. Cảm ơn tác giả đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị chia sẻ vào các trang nhóm ạ, để cho quý khán giả yêu chèo được nghe. Xin chào ạ, chào các tình yêu, xin chào quý vị. Mời quý vị chia sẻ vào các trang nhóm để cho các khán giả yêu chèo được đón xem live trực tiếp của Mai Thủy. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào Diệu Thuấn, Vì Dung. Chào quý vị. Chào anh Đức Mạnh. Cảm ơn các quý vị rất nhiều. Mai Thủy rất mong quý vị chia sẻ vào các trang nhóm để cho mọi người yêu chèo được đón xem live trực tiếp của Mai Thủy. Trân trọng cảm ơn. Em chào chị Tuyết ạ. Chào tất cả các anh các chị, các bạn. Xin cảm ơn các tình yêu rất nhiều. Xin được gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe và những lời chúc mừng yêu thương nhất của Mai Thủy xin được gửi tặng quý vị. Và mở đầu chương trình, Mai Thủy xin được kính chúc tất cả quý vị luôn luôn hạnh phúc, bình an và may mắn. Đặc biệt là xin chúc cho các đôi lứa mới kết hôn luôn luôn được hạnh phúc bền chặt. Và để đáp lại tình cảm này, Mai Thủy xin được gửi tặng quý vị một bài hát của soạn giả Mai Văn Lạng, bài hát chèo Hát Mừng Hạnh Phúc Lứa Đôi theo điệu Đào Liễu. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Niềm vui hai họ hai nhà, cô dâu chú rể như hoa giữa đời. Phúc lành duyên phần đẹp đôi, hạnh phúc nảy lộc đâm chồi tươi xanh. Mời quý vị chia sẻ vào các trang nhóm ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Ngày đẹp mỹ tháng cho Mai Thủy và đón xem live trực tiếp này. Rất vui nếu như quý vị chia sẻ vào các trang nhóm và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mai Thủy. Xin cảm ơn. Hạnh phúc tay nắm chặt.
chặt nỉ tay cô dâu chú rể bà Nguyệt sắp bày mãi mãi bên nhau như chầu đã thăm mi đã thăm duyên thì câu ý Nguyễn Duy Kiên bao giờ lấy vợ chị sẽ hát tặng em nhé. Cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, và bài hát thứ hai Mai Thủy xin được gửi tặng cho những người thầy cô đầu tiên đã hướng dẫn cho Mai Thủy. Sau khi Mai Thủy tốt nghiệp cấp 2 năm 1983 thì các thầy cô có về tuyển, và Mai Thủy cũng rất là may mắn được trúng vòng sơ tuyển. Sau đó thì bố mẹ của Mai Thủy đã gửi gắm gia đình nghệ sĩ Lê Ngọc Thạch và nghệ sĩ Nguyễn Thị Mai Phương và thầy giáo Nguyễn Ngọc Châu để cho Mai Thủy được ở nhờ trên đó và được hướng dẫn về công tác chuyên môn. Đây cũng là những người thầy cô đầu tiên mà hướng dẫn cho Mai Thủy về chuyên môn cũng như là dạy cho Mai Thủy về đường ăn nhẽ ở trong cuộc sống. Và trong chương trình live trực tiếp hôm nay, Mai Thủy xin được kính gửi tặng tới thầy giáo Lê Ngọc Thạch và thầy giáo Nguyễn Ngọc Châu bài hát chèo điệu Đường Trường Thu Không. Đây là điệu hát chèo lời cổ mà thầy giáo Nguyễn Ngọc Châu và thầy giáo Lê Ngọc Thạch cũng như cố nghệ sĩ Mai Phương đã luôn luôn quan tâm, hướng dẫn, chỉ bảo cho Mai Thủy từng chữ y chữ tờ để được thành danh như ngày hôm nay. Mai Thủy xin được tri ân tới các thầy cô và xin được gửi tặng quý vị làn điệu chèo cổ Đường Trường Thu Không. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Nay hiu hiu có ý một
Nhạc nhỏ quá. Không không nhìn thấy chữ. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, qua bài hát này Mai Thủy xin được kính chúc gia đình nghệ sĩ Lê Ngọc Thạch và nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Châu luôn luôn mạnh khỏe, bình an. Và Mai Thủy cũng cảm ơn gia đình các chú rất nhiều. Các chú các cô đã dành tặng cho Mai Thủy những tình cảm rất là yêu thương và quý mến như một người con trong gia đình vậy. Và sau đây Mai Thủy xin được gửi tặng quý vị điệu hát chèo Con Nhện Răng Mùng. Mọi người đã nghe thấy nhạc chưa ạ? Thank you.
Cảm ơn cả nhà, cảm ơn cả anh các chị. Thủy sẽ gửi tặng quý vị một bài hát nữa. Đó là bài hát Mùa Xuân Tình Mẹ của soạn giả Mai Văn Lạc. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Mẹ ơi, xuân đã về trên quê ta rực rỡ, hoa đào hoa mai thắm sắc hồng tươi, trẻ khoe áo mới tíu tít tiếng cười, đi giữa hương xuân mà lòng phơi phơi. Tình mẹ tình quê tình xuân phơi phơi, câu hát ân tình sưởi ấm trái tim. Biết trôi non đi em vui em liệng véo von hót đi chào còn nhớ năm nào khi Tết đến quê ta tươi thắm muôn hoa tình xuân tình mẹ tình mẹ bao la. Mùa xuân xin gửi bài ca dâng người, dẫu đi muôn nẻo đường đời vẫn thương vẫn nhớ những lời mẹ ru. Bao mùa xuân qua chiền chiền hót đi vang
trên cánh đồng quê hương. Xuân đi nồng yêu thương sâu thẳm nỗi niềm, con nhớ mẹ hiền trong tiếng ý mẹ ru đêm bằng tiếng đưa nôi, con dần khôn lớn ý dù đi bốn phương ý trời, con luôn nhớ mẹ hiền. Mùa xuân có mẹ có quê hương mãi đợi chờ Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin kính chúc quý vị có một buổi tối rất là vui vẻ và hạnh phúc. Và Mai Thủy cũng rất vui nếu như được quý vị yêu thương đăng ký vào kênh YouTube của nghệ sĩ nhân dân Mai Thủy để được đón xem những tác phẩm nghệ thuật mới của Mai Thủy. Xin được cảm ơn những tình cảm của quý vị và rất mong được sự ủng hộ hơn nữa của quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều.